Lâm Hồng Phượng xin thân ái chào mừng tất cả quý vị khán giả, quý bà cô bác, các anh chị và các bạn thân thương đã trở lại kênh Cuộc Sống Việt ở Colorado cùng với Lâm Hoàng Phượng. Hôm nay là ngày thứ 5, ngày 13 Tây tháng 5 năm 2021. Và cái đề tài ngày hôm nay Lâm Hoàng Phượng muốn chia sẻ cùng với tất cả quý vị đó là người bán nhà có quyền thay đổi ý kiến không bán nhà được hay không. Thì quý vị ơi, quý vị đã đưa ra quyết định bán nhà, quý vị đã tìm thấy một cái chuyên viên địa ốc lý tưởng tuyệt vời và đã ký một cái thỏa thuận giữa người bán và người chuyên viên địa ốc và tất cả đã sẵn sàng. Nhưng cái hoàn cảnh đôi khi thay đổi thì Lâm Hoàng Phượng hiểu. Quý vị có thể thay đổi quyết định bán nhà của mình sau khi quý vị đã thỏa thuận với người chuyên viên địa ốc đó hay là không? Thì câu trả lời thật là ngắn gọn. Quý vị, đó là có thể nha các bạn, nghe quý vị. Nhưng cái câu trả lời đầy đủ phụ thuộc vào nhiều cái biến cố khác nhau. Các bước tiếp theo của quý vị sẽ phụ thuộc vào vị trí của quý vị trong quá trình này. Ví dụ, nếu quý vị đã liệt kê, có nghĩa là để đăng lên cái thị trường địa ốc bất động sản, để lên cái MOS quảng cáo trên cái public, có nghĩa là marketing á, trên cái MOS quảng cáo cho mọi người đều biết là nhà mình đã được bán trên mạng xã hội, thì dĩ nhiên sẽ có người vào xem nhà, có người thích thì sẽ ký hợp đồng mua bán. Thì quý vị dĩ nhiên đã ký hợp đồng, có nghĩa là không ai ép buộc quý vị đã đồng ý bán, thì quý vị không thể nào thay đổi ý kiến tự nhiên, nói là không thích nữa, giờ không bán nữa. Làm sao để giúp Lâm Phượng khuyên quý vị là quý vị có thể là bị gặp rất là nhiều trắc trở, tại vì mình đã ký hợp đồng đồng ý bán, mình không có được quyền thay đổi ý kiến. Đối với cái người mua thì người mua họ có rất là nhiều quyền lợi hơn người bán. Người mua có thể ký hợp đồng, có thể là under contract với cái nhà mà của mình á, họ đã thích rồi, họ đã ký hợp đồng, họ đặt tiền cọc rồi, thì trong vòng 24 tiếng đồng hồ họ có quyền đi lái xe vòng vòng cái khu của mình đang ở. Thí dụ như họ đã coi nhà ban ngày thì họ thấy họ thích cái nhà mặt tiền đẹp, nhà cái gì cũng thích hết. Nhưng mà lúc họ coi thì ngày thường thì trong hàng xóm đó họ đã đi làm hết rồi, không có nhiều xe đậu ở khu đó, thì họ thích cái nhà đó. Nhưng mà trong vòng 24 tiếng đồng hồ sau khi đặt tiền cọc rồi, họ có quyền chạy trong cái khu đó để mà tham quan, tham khảo coi khu nó có yên tĩnh hay là không. Nếu mà cái khu nó ồn ào, có nhiều xe, có nhiều người ngồi phía trước nhà rồi uống bia nhậu hay là mở nhạc quá to, hay là có nhiều tiếng chó sủa vào ban đêm, thì cái người mua có quyền thay đổi ý kiến, thay đổi cái hủy bỏ hợp đồng để mà họ lấy cái tiền cọc lại. Thì quý vị, người bán là phải ký chấp nhận trả cái tiền cọc lại cho họ, tại vì người mua có rất là nhiều có rất là nhiều quyền lợi hơn người bán, miễn sao mà họ theo cái ngày, cái due date, cái ngày trên cái hợp đồng họ làm đúng cái ngày đó, họ có quyền lấy cái tiền cọc lại. Còn đối với người bán, nếu mà đã có hợp đồng rồi thì quý vị không thể nào thay đổi ý kiến của quý vị. Đó là một cái câu Lâm Phượng xin chia sẻ, bút xa là gà chết, cho nên không có ai bắt quý vị phải bán cái nhà này, không có ai ép quý vị đăng cái nhà lên bán rồi quý vị đến cuối cùng quý vị không bán nữa, không ai ép hết. Còn nói về cái vụ mà nếu cái người mua đã làm theo thủ tục, giống như là nếu là người mua thích cái nhà đó, vẫn thích bạn chạy xe ban đêm thì cái khu đó vẫn an tĩnh, họ vẫn thích khu đó, thì họ mua cái nhà đó, họ làm inspection trong vòng 7 ngày, họ kiểm tra nhà, họ đã đồng ý là nhận cái nhà đó như thế nào, họ đã đồng ý rồi, xong cái tới appraisal, có nghĩa là cái ngân hàng họ lại định giá căn nhà đó có trị giá giống như cái giá mà họ mua hay là không. Và cái
thứ ba, trường hợp thứ ba nữa là họ đã làm theo cái thủ tục là mua bảo hiểm cho căn nhà, rồi có nghĩa làm hết những cái gì trên cái hợp đồng. Sau khi trong vòng 3 tuần tới 4 tuần thì cái giấy tờ vay mượn ngân hàng đã được chấp thuận. Everything final, tất cả đều đến cái đoạn kết là đi ngày đến ngày closing, đến ngày ra ngoài title company, ra cái chỗ công chứng để mà ký giao tiền cho người bán và người bán giao chìa khóa cho người mua, thì người bán không được quyền thay đổi ý kiến. Đã nói là bút xa là gà chết, nói mà bán là phải bán, không cần biết cái lý do gì. Thì nếu mà quý vị không bán nữa thì quý vị có rất là không biết là người mua, người chuyên viên đại ốc đứng bán nhà của bạn có đòi hỏi cái gì không. Nhưng mà cái người mà mua, chuyên viên đại ốc mà đại diện cho bên người mua, nếu mà quý vị thay đổi ý kiến không bán nữa thì họ có quyền, đây là trong cái luật nha, cái luật của hợp đồng của bất động sản, họ có quyền thưa quý vị để mà lấy được cái số tiền commission, cái tiền thuê hồng trong cái hợp đồng. Và cái người mua họ có quyền thưa quý vị để mà lấy lại cái số tiền họ bỏ ra inspection, kiểm tra nhà, tiền appraisal, tiền họ coi credit, có nghĩa là họ có quyền bắt quý vị bồi thường lại cái số tiền họ đã đưa ra. Và một cái quan trọng nữa là người mua có quyền thưa quý vị lấy đúng cái số tiền trị giá của căn nhà. Thí dụ cái căn nhà của quý vị trị giá 500 ngàn thì cái người mua có thể có quyền thưa quý vị để mà lấy cái số tiền đó. Thì Lâm Phượng không biết là quý vị nghĩ thế nào, nếu mà quý vị đã quyết định bán nhà rồi thì phải suy nghĩ cho nó kỹ trước khi để nhà bán, không được thay đổi lúc cuối cùng, mà thay đổi là không có tốt cho quý vị, nó không có lợi cho mình nha quý vị. Và Lâm Phượng chỉ xin chia sẻ một chút, như Lâm Phượng đã nói thì dĩ nhiên những cái video mà Lâm Phượng chia sẻ với quý vị thì Lâm Phượng đều trải qua những cái kinh nghiệm đó, cho nên Lâm Phượng chỉ muốn chia sẻ cho quý vị nào mà muốn bán, có ý định muốn bán nhà, trước khi ký hợp đồng thì hãy suy nghĩ cho kỹ có thật sự là bán cái căn nhà hay là không. Còn nếu mà quý vị chỉ ký cho có thôi rồi cuối cùng thay đổi ý kiến không muốn bán nữa thì quý vị không nên làm, tại vì mất thời gian nha quý vị, mất thời gian của quý vị, mất thời gian của người đứng bán nhà, mất thời gian của người mua nhà, mất thời gian của tất cả mọi người. Thời gian là vàng bạc, nhưng mà thật sự là Hoàng Phượng cũng chỉ muốn chia sẻ như vậy thôi, thì hy vọng quý vị hiểu cho. Và chúc quý vị như thường lệ luôn được dồi dào sức khỏe và vạn sự an lành. Và nếu quý vị nào muốn bán nhà, mua nhà, những việc liên quan đến bất động sản thì xin đừng ngần ngại liên lạc với Hoàng Phượng ở số 720-327-2500 hoặc ở số 720-927-6789. Xin chúc quý vị thật nhiều sức khỏe nha một lần nữa, và xin chào tạm biệt, xin hẹn gặp lại trong những chương trình kế tiếp.